chó cọc hơ mông Việt Nam, có con dài đuôi, con ngắn đuôi, vì cái gen của nó cái độ ổn định nó chưa có cao. Dày này, mặt dày này, mặt dày này. Hai đàn, một đàn ba con vẹn và một đàn màu vàng. Đó, có bắt nạt nhau không? Tí nữa đã. Con đuôi ngắn này mà nó màu nó như cái con vàng này thì tốt nhỉ. Đuôi ngắn mà như con vàng ấy thì tốt. Con vàng đấy là sau là sẽ vàng theo cái kiểu là vàng hơi phớt một tí đen ở trên lưng. Hai con cọc đuôi đều là đẹp cả, nhưng mà được hai cái nữa cả. Con này mặt cũng đẹp, con này mặt cũng đẹp, đúng không? Mặt con kia đẹp hơn mặt Không, bọn con này kia. tất cả mặt đều đẹp đấy anh ạ. Tất cả 5 con này mặt đều đẹp. Người Nhìn cũng ok. nào, nhìn nào, nhìn đắt tóc. Cái giống này là cái gen của nó cọc với này dài đuôi là nó chưa có ổn định. Hai ông này là hai ông chó bố ở trên bản này này. Hai con này. Bắt chó mẹ về thì là chó mẹ nó đã phối rồi mà không biết. Chẳng biết con bố nào con nào. Còn hai con, ba con vẹn này là ba con mà bố mẹ ở đây mua ở trên bản về. Nào, ngửa mặt lên anh xem tí xem nào. Úi trời. Rồi, chơi cái quả này. Đó. Quả to quá không gặm được. Nhảy ra ấy, giờ khả năng là có khi là cao là cũng dám nhảy thế chứ bọn này nó không sợ độ cao. Bọn này thế nhưng mà nó nhảy ác liệt lắm anh. 5 con thì 4 con đực, chỉ có một con cái thôi. Một con cái dài đuôi đây. Cái to. Con này cái chứ. Đâu, cái à? À Hai đuôi con cả. con này cái á. Con này À. được. Nếu mà thế thì con này cái, con này dài đuôi cái sẽ giữ lại. Con cái dài đuôi kia là muốn giữ lại nhưng mà tại vì là cậu em cậu ấy dặn từ trước mà cậu Con này ấy đực mà. Con này dặn đực từ mà. trước cậu ấy Hay muốn hay bắt mà. thành ra là để cho cậu đấy. Chứ nếu cậu ấy không bắt thì cũng sẽ giữ lại. Đó. Buồn cười. Chân to. Chưa được hai tháng Ơ, tên này cái à? chân còn to hơn Tốt. chân mẹ. Thế là được cái màu. Nhưng mà nếu mà tính bộ chân là à không, bộ chân cũng tốt đấy. Bộ chân của hai con kia cũng tốt Tốt chứ. đấy. Chân nó ôm sát này. Nó không bị Bạn phải quýt. trụng tròn, không, không quýt. À, không Bọn quýt này à? và bọn này thì lại không ưa chân quýt. À. Chân của nó anh nhìn cái đầu chân nó hơi thon thon không? Ừ. Nó có độ vuốt vào của cái đầu chân không? Nó tức là cái bàn chân này. Cái bàn chân nó to như là cái cẳng chân. À, Chứ nó không bị trụ. Nếu rồi mà như rồi. con rốt là chân nó trụm Đúng theo kiểu rồi. như này. Thì là nó là khỏe nhưng mà bọn này cho núi thì nó lại không thế. Đúng rồi, nhìn nó cứ vút 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 vút. Nó có độ vuốt vuốt chân chứ nó không xòe tròn chân, tức là bàn chân nó không được tròn. Nó không tròn như là Nếu mà bàn như bọn này là bàn chân là không được tròn bàn chân. không được phép. Thực ra đấy nó cũng là một cái lỗi, cũng là lỗi nhỏ thôi chứ nó cũng chẳng phải là cái lỗi to. Ông tướng. Nhưng mà nếu mà bàn chân của nó vuốt vuốt kiểu này thì nó chuẩn hơn, là nó là chuẩn. Được, thế thì nếu mà thế thì các con cái này sẽ giữ lại, con cái này còn giữ lại con cái này thì được, để nguyên cái đuôi như thế. Tỏ như là con rốt mẹ 3 tháng nhỉ, mà trong khi là con bọn này còn chưa được đủ 2 tháng. Chưa được hai Chưa được 2 tháng mà nó to đúng như con rốt 3 tháng luôn. Sổ tháng. Đi thế.
Mà cái đàn này nó cũng chứng tỏ là nó cũng ấy này, nó cũng bụ chó này. Thế em lại cứ tưởng là con này là con cho ấy cơ, nên em là tưởng con này là con cho đực. nên là anh cái anh nói chú ý là kể cả cho ta cứ con chó tầm độ anh kết luận là cứ con mẹ cứ 15 17 cân trở lên mà sữa tốt đít mẹ con nó nuôi 2 tháng nó đéo kém gì con dốt To hơn rốt, còn to hơn con này nó lớn nhanh hơn anh ạ, nhanh tức là nó lớn sớm hơn, nó cho nên sớm là nó to hơn con rốt là vì nó lớn sớm hơn trần trần kinh và này cái số lượng cho con nó ít hơn. Vẹn đây, vẹn 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 ơi, vẹn con vẹn đâu rồi? Rồi cô ra ở yên đấy đi, đây để nhìn xem biết là con mẹ con nó to như thế nào so với con mẹ 21 cân. Con này là 21 cân đấy. đi vào đi vào Đó. Đây là con mẹ là 21 cân này. Và con mẹ 21 cân và mấy con chó con chưa đầy 2 tháng. Mấy con vẹn là con của con mẹ vẹn. Chưa được 2 tháng mới được con 50 mấy ngày thôi. Là nó to nhìn nó như thế này là con này 21 cân thì con kia nó phải rơi vào khoảng tầm 8 cân rồi. 8 cân. Đấy đấy. Có phải hơn 8 cân một tí ấy. 8 cân có dư. Con mẹ 21 cân đấy là cái trạng trước khi đẻ. Chứ bây giờ cộng thêm bẹ sữa kia thì có lẽ là nó có khi nó lên à không như nó lại gầy đi tí bù lại chắc vẫn 21 cân thôi. Gần này. Phải gần người thì nó sẽ dạn dần lên. Đấy ăn đi, ưu tiên cho ăn Cái cá độ mặn. đề phòng của nó cao quá. Gái nè. Ôi sợ gái. Anh giữ gái lại nuôi đấy, gái ra đây đánh bế cái nào. Nào. Ngoan ngoan ngoan. Nó giống y như cái thằng bố nó cứ chui chui đi đít lắc 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 lắc. Được, thế sau này cho hai con này ghép với nhau được này. Ghép luôn với nhau. Đít mẹ thế này mà màu sô cô la nhỉ, cái lúc sốt không 30 triệu 40 triệu thì là lạ đúng không, Màu lúc sốt thì nó thế. mẹ lúc sốt mà màu của nó màu sô cô la thì thôi ba con này bán đấu giá được. Trời, đòi ăn à? À, mấy đứa này đòi ăn à? Hay là cho ăn luôn nhỉ? Nhỉ? Mấy đứa có thích ăn luôn không? À, có thích ăn luôn không? Đồ ôi, béo múp luôn. Béo múp luôn. Thích uống nước theo kiểu thế lắm. Nó thích uống theo kiểu đấy, thích nghịch. Vừa uống vừa nghịch. Mẹ và con. Mẹ con nhà vệ. Đến hôm nay vẫn còn chiều con cho con bú. Sữa nó vẫn còn khối sữa. Thì con nó vẫn mút thì nó vẫn còn sữa. Rồi bóp phát nó vẫn phọt ra tia ngay. Làm thao hả? Em làm thao được, đây là được. Rồi mày đừng nha, mày đừng nha, mày chạy đi đâu cho thoát, mày chạy đi đâu cho thoát.